Hưng Phi Nhon đây. Xin chào mọi người. Tôi là Nguyễn Văn Hưng, xin lỗi chị Dung Hà muộn màng. Xin lỗi chị. Vì trẻ tuổi, vì 20.000 USA tôi đã tiễn chị Dung Hà về các cụ sớm. Tôi nhớ lại, sự việc bắt đầu khi tôi được đại ca Hải Bánh điều từ Nga về để giết Vũ Hoàng Dung, Dung Hà, theo lệnh của ông Trùm Năm Cam. Đồng bọn Nguyễn Xuân Trường, tức Trường Xoăn. Dung Hà chân ướt chân ráo vào miền Nam, Năm Cam đã nhận Dung Hà làm anh em kết nghĩa. Đầu tư nhiều tiền cho Dung Hà mở quán bar, sòng bạc. Khi thấy sòng bạc của Dung Hà lãi cao, ông đã ra lệnh dẹp bỏ. Không khuất phục, Dung Hà nhiều lần thách thức và cho đàn em quậy phá tưng bừng ở các nhà hàng, vũ trường để tranh giành quyền bảo kê. Năm Cam đã ra lệnh hành quét, cho đàn em Hải Bánh xử đẹp Dung Hà. Năm Cam nói với Hải Bánh, chú gặp con Dung và bảo nó đừng quậy phá nữa, phải điều đình với nó để mà sống. Hải Bánh hỏi lại, nếu không điều đình được thì sao? Năm Cam gằn giọng, việc của chú là phải biết làm sao rồi, điều đình không được thì tự chú tính lấy. Đồng thời, khi việc điều đình giữa Hải Bánh với Dung Hà chưa tới đâu thì Dung Hà đã đi trước một bước. Khi đó, Dung Hà đưa 20 đàn em đến quậy phá vũ trường Phi Thuyền khiến Năm Cam giận tím mặt. Bởi vì quá bực bội, ông Trùm đã gọi điện cho Hải Bánh và nói, anh không muốn nhìn thấy mặt con cọp cái ấy trên đất Sài Gòn này nữa. Nhận được tín hiệu từ Năm Cam, Hải Bánh nhận định nếu để đàn em trong nước ra tay thì sớm muộn gì cũng bị công an lần ra, nên đã chủ động điều 2 đàn em bay gấp từ Nga về Việt Nam gồm tôi và Trường Xoăn để chuẩn bị đối phó với Dung Hà nếu cần. 2 đàn em Hải mới từ Nga về Việt Nam và chưa kịp vào Sài Gòn thì Năm Cam đã nôn nóng gọi Hải Bánh và nói, chú đã nhận việc của anh rồi mà sao không thực hiện. Nếu có xảy ra chuyện gì dính dáng đến pháp luật thì để anh thu xếp. Hải Bánh biết ông Trùm không chờ được đành gọi điện cho Nguyễn Thế Phát, bảo Phát kêu tôi và Trường Xoăn đến gặp. Rồi sau đó, Hải nói cho tôi và Trường biết rõ việc Dung Hà quậy phá vũ trường Năm Cam và bàn cách trừ khử. Trong đêm, Long Tây chở Hải Bánh, tôi và Trường Xoăn đi tìm Dung Hà. Trong lúc di chuyển trên xe, Hải Bánh nói rõ đặc điểm nhận dạng của Dung Hà cho tôi, Trường biết. Tôi bảo, để đó em tính, chơi nó ở nhà mới xây cho tiện. Nhưng trong đêm đó cả bọn không tìm được Dung. Hôm sau, tôi và Trường Xoăn gặp Hải Bánh để bàn bạc. 8 giờ tối, Hải Bánh gọi tôi lên gác, đưa sung rulo có 6 viên. Hướng dẫn sung và xem hình Dung thêm một lần nữa. Sau đó, cả bọn đến vũ trường Phi Thuyền uống rượu. Tôi uống một ly thì ngủ gục xuống bàn. Hơn 11 giờ đêm, Hải Bánh gọi tôi dậy, đưa điện thoại của Long Tây cho tôi, lấy xe Spacy của anh Thư đưa cho Trường để hai thằng đi xử Dung Hà. Trước khi hai đứa đi, Hải Bánh dặn, khi tìm thấy mụ Dung thì một đứa vào bắn, còn một đứa chờ ở ngoài vì xe Spacy của anh Thư mang biển số thật, rất dễ bị lộ. Sau đó, tôi và Trường Xoăn đi từ vũ trường Phi Thuyền về hướng ngã 6 Phù Đổng. Sau đó đi qua số nhà 17 Bùi Thị Xuân xem có Dung Hà ở đó hay không. Không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, khi hai đứa vòng xe quay lại thì phát hiện Dung Hà đang ngồi uống nước cùng với 3 người khác ở trước cửa nhà. Trường nói, con Dung kìa, và cho xe chạy ra đường Cách Mạng Tháng 8 thì dừng lại bảo tôi, mày đưa sung cho tao. Tôi trả lời, mày còn có vợ con, để tao. Nói xong, tôi đi bộ về phía Dung ngồi, sung để ở túi quần bên phải. Khi tới sát chỗ Dung Hà ngồi, rút sung rulo cỡ 9mm kê sát vào đầu từ trái qua phải bắn một phát, Dung Hà gục xuống chích ngay tại chỗ. Anh Hải Bánh không muốn giết Dung Hà. Trong thế giới ngầm luôn có quy luật nghiệt ngã là dù muốn dừng bước thì cũng không hề dễ dàng, do đó Hải Bánh đành nhắm mắt, bước liều. Tôi sẽ nói tiếp cuộc chạy trốn sau khi sát hại Dung Hà phần 2. Mọi người tìm xem trong hồ sơ. Xin chào mọi người.